Dạ, cho Kim Tiểu ly một tràng pháo tay à. Rồi bây giờ đây là Kim Tiểu Ngọc Anh. Đó, đi ai đi theo tôi toàn là Kim Tiểu hết. Ra đi con. Rồi bây giờ Long sẽ gửi một ca khúc với Kim Tiểu Ngọc Anh, con gái khiếm thị của Kim Tiểu Long. Trương Vinh, cháu của Kim Tiểu Long và rapper DK Lâm, cũng như nghệ sĩ ưu tú Hoài Mỹ. Và bây giờ là một phần biểu diễn mà chắc chắn quý vị cũng rất là mong đợi. Vừa rồi thì Đăng Huy vừa mang chúng ta một sáng tác của Sơn Hà, bài hát về mẹ. Và đây cũng là một người mẹ, thưa quý vị. Và chắc chắn rồi, một người mẹ nhiều con nhất Việt Nam, thưa quý vị. Các nghệ sĩ cũng như là đi đâu ai cũng gọi là mẹ. Một tràng pháo tay thật lớn cho mẹ Lễ Thúy. Lê Thùy xin trân trọng chào quý vị khán giả thân mến. Lê Thùy xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Kính thưa quý vị, và hôm nay bài hát đầu tiên, Lê Thùy sẽ ra một bài Tân Cổ Giao Duyên, ban nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Dương Đình Trí. Đó là bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị ơi, bây giờ đi du lịch với Lê Thùy đi chồng nha. Đi từ Sài Gòn đi về nhà, về Long An, về Biển Nam, về Bắc Giang, về Long An, về Cần Thơ, về Tân Châu, về Tân Châu, về Cà Mau, về Long An, mau qua đi, thôi sẽ về bờ.
Con trai của Lệ Thủy viết bài hát này thì nhạc Hoa mà lời Việt, đó là bài hát Đời Là Vô Thường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lệ Thủy sát một trích đoạn. Mà quý vị nào mà biết Lệ Thủy suốt mấy chục năm nay á, thì đều biết cái vở tuồng này của sư giả Yên Lan. Trích trong vở tuồng Đêm Lành Chùa Quan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể tăng ni cũng như quý Phật tử, đây là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và cũng là Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành, do đó mà đáp lời mời của ban tổ chức, Lệ Thủy trở về quê hương An Giang và trở về chùa Thành Hoa để góp vui trong ngày đại lễ của Đức Tôn Sư Khai Sơn Tạo Tự nơi đây. Quý vị đến ủng hộ Lệ Thủy thật đông đủ thế này. Một lần nữa, thầy thay mặt tăng ni ở chùa Thành Hoa kính chúc Lệ Thủy thân khỏe, tâm an và đình trụ lâu trên cõi đời để đem tiếng hát vui vẻ cho mọi người. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Quý vị ơi, đáng lẽ là thời gian thì cũng không có, cho nên giờ Lệ Thủy xin tạm biệt. Mong có dịp, nếu mà còn duyên á thì Lệ Thủy trở về nữa và hát rất nhiều cho bà con nghe. Lệ Thủy chúc bà con ở lại vui vẻ, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị ơi, chương trình còn rất là dài, còn em gái của Lệ Thủy nữa là Thoại Mỹ, rồi các cháu nữa, quý vị ở lại nha, chờ đợi nha. Tại vì đáng lẽ là Lệ Thủy phải hát sao, nhưng mà tại vì bây giờ phải về Kiên Giang để nghỉ ngơi, sáng mai 10 giờ với chùa cũng làm lễ nữa, cho nên là Lệ Thủy phải đi sớm. Mong quý vị thông cảm nha, ở lại ủng hộ cho em gái của mình và mấy cháu nữa nghe không. Chúc quý vị vui vẻ nha, tạm biệt tạm biệt. Và một tràng pháo tay nữa để tri ân cho mẹ Lệ Thủy. Cảm ơn bà các thầy. Hoa tự và với một tâm thế là chúng ta ngày hôm nay có mặt với một tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc về công của Đức Tôn Sư và cũng như thể hiện lòng biết ơn và hơn 70 năm, tức là gần một thế kỷ rồi, ngôi chùa chúng ta luôn luôn là một nơi chở che tâm hồn cho tất cả. Và chúng ta đến đây để học về các thầy truyền dạy lời của Đức Phật để chúng ta sống tốt hơn và viên mãn hơn trong cuộc sống. Và ngay bây giờ là chương trình mà chắc chắn quý vị đang mong đợi với tấm lòng của tất cả quý vị đã dành tặng cho ngày hôm nay. Và với tấm lòng quý vị muốn gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh như thế nào ạ? Quý vị ơi! Tấm Mỹ chợ mới An Giang ơi! Và bây giờ không để mất thời gian quý vị lâu thêm nữa, một tràng pháo tay thật lớn từ tất cả quý vị dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Dạ, lời nói đầu tiên Kim Tiểu Long xin chào tất cả bà con, cô bác, quý đồng đạo. Lời chào thân thương và trân trọng nhất Mô Phật. Trời ơi, sao sạch mà không chịu nói giùm em gì hết trơn vậy mấy anh? Hả? Dạ, mai là em Mô Phật á. Thấy bà con, bởi vì trong cuộc sống mà tới nên mình liệu mà mình Mô Phật mình cũng quen ha. Mình Mô Phật chứ mình nói khác chứ chết cha luôn rồi. Vui. Rồi xịt hết chưa? Em đợi chừng nào xịt hết em mới hát. Hết chưa? Đừng làm em bất ngờ nữa nha. Dân Long sẽ gửi đến ba câu dụng cổ, bài hát rất là nổi tiếng, bài hát được mang tên Hải Yên Lòng Mẹ ơi. Vỗ tay lớn lên bà con ơi. Cảm ơn nhiều. Lên đường tòng quân xa phố phường xa tiếng mẹ nghiệm, do dù biên cương nơi hải đảo hôm ngàn hiểm quê. Mẹ ơi dần đi quê nhà, sức khỏe nhìn chờ, con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn quân ca. Quân qua nhiều em quý gian khổ đêm, từng đêm con giấc
xóm làng. Nắng chưa hè gai gắt gió mồ hôi đêm biên thùy sương chơi lặng nhớ. Con xin hát bài hát này nữa đi, rồi Phật phù hộ độ trì, chứ là sớm giờ sao mà nó gấp cục gì hoài vậy? Dạ sao vậy sư phụ? A Di Đà Phật, các nhà chư tăng ni cái chỗ nào không cần thiết thì quan hỷ bớt tắt đèn, bớt trong cái phòng của mình á, và bớt cái những cái quạt gió không cần á, quan hỷ tắt dùm. Long nhát đi sư phụ, nói ở bên trong tắt máy lạnh, sư phụ nói sư phụ có máy lạnh. Dạ, tắt bớt đi nghe bà con ơi. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Long sẽ hát bài hát này, hy vọng rằng mẹ sẽ phù hộ độ trì, bởi vì cái bài hát này đi hát chùa hay bất cứ hát chỗ nào mà những cái đại lễ thì Long không thể không hát được, cho nên là hát bài hát này chủ yếu là chúc sức khỏe cho tất cả. Dân chơi không có sợ mưa rơi, chút nín hát tiếp, đúng không bà con? Thôi Long không làm mất thời gian cho chồng hóa thay nữa. Bà con vừa qua bà con thấy là Kim Tiểu Long là có hai đứa con gái, hai đứa con nuôi, một đứa thì tí hon là Kim Tiểu Ngọc Anh,
hôm nay cũng có đi theo ở đây, còn một đứa là cũng không phải là tí hon nhưng mà con bị khiếm thị, mà con có một cái giọng hát rất là hay. Ủa, lên luôn rồi hả? Trời ơi, dâng cho Kim Tiểu ly một tràng pháo tay à. Rồi bây giờ đây là Kim Tiểu Ngọc Anh. Đó, đi ai đi theo tôi toàn là Kim Tiểu hết. Ra đi con. Rồi bây giờ Long sẽ gửi một ca khúc với Kim Tiểu Ngọc Anh, con gái khiếm thị của Kim Tiểu Long. Là bài hát mà bà con cô bác mà xem mà có bé Ly mà Minh Họa mà đi bán vé số á. Rồi có cái bà mà đánh bé Ly mà đánh mà không có khóc mà cười không à. Rồi bài hát Đừng Thua Một Người Dân. Nhớ một đợt có tay thật lớn cho hai đứa con em à. Con mời bà con Phật tử cùng thưởng thức ạ. A Di Đà Phật. Xin quý Phật tử mình á, quan hỷ ngồi xuống. Ngồi xuống đi rồi để mấy người lớn tuổi ở phía sau người ta không có thấy được ca sĩ. Quý vị quan hỷ ngồi xuống hết đi. Đừng có đứng như vậy rồi phía sau mấy người già lớn tuổi người ta coi không được, tại vì hồi đó giờ là chùa Thành Hoa chưa có từng có tổ chức đêm văn nghệ như hôm nay. Quý vị chia sẻ, mình cũng biết ngắm các ca sĩ, ca sĩ thì cũng cho quý vị lớn tuổi để ngắm với mình chứ. Quý vị quan hỷ nha, ngồi xuống hết đi, ngồi xuống đi. Ở phía trước nè, mấy cô quý vị ngồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là ủng hộ con bằng cây bằng cách là bấm đăng ký kênh YouTube của con là Kim Tiểu Ngọc Anh, để con sẽ ra thật nhiều sản phẩm up lên YouTube để cho bà con mình này nghe và xem nữa, và nó có sẽ rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn Kim Tiểu Ngọc Anh. Vâng, quý vị hãy nhớ nha, chúng ta hãy theo dõi và ấn đăng ký kênh của Kim Tiểu Ngọc Anh bằng một tràng pháo tay nếu quý vị đã hứa. Cảm ơn em. Đã. Xin mời gia đình ạ. Xin cảm ơn Kim Tiểu Ngọc Anh và cảm ơn những tràng pháo tay của cả quý vị, đặc biệt là những tràng cảm ơn tất cả quý vị đã dành tặng cho các tiết mục của hai nghệ sĩ trẻ, hai ca sĩ trẻ rất là sôi động, Trương Vinh và rapper Đây Kỳ Lâm. Và thưa quý vị, giờ phút này thì bà con mình cảm thấy như thế nào ạ? Còn muốn xem nữa không ạ? Bà con mình có khỏe không ạ? Nhỏ quá như vậy là chưa có khỏe. Mình khỏe hơn nữa vì giây phút được mong đợi nhất trong đêm nay ạ. Quý vị ơi, và một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn. Đó là một không khí, một tín hiệu rất là tuyệt vời. Và bây giờ thưa quý vị, tiếp nối sân khấu sẽ là phần biểu diễn của ai? Nghệ sĩ ưu tú. Nhỏ quá. Nghệ sĩ ưu tú. Và một tràng pháo tay cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Bình. Hoài Bình xin chào bà con, các bác, người chào nước cổng và thứ tư nhất ha. Yeah.
trai. Bà Mỹ xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều và đặc biệt cảm ơn những cành hoa tươi thắm có nhụy nữa nha. Xin cảm ơn tất cả bà con cô bác rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình một lần nữa, Thọ Mỹ sẽ gửi đến bà con cô bác một bài hát nữa của nhạc sĩ Hàn Châu. Bài hát được mang tên Tình Nhỏ Mau Quên. Vỗ tay cho có không khí bà con ơi.
trời, chị Hẹn nhiệt tình quá rồi. Rồi, cảm ơn con gái luôn. Cảm ơn con nha. Rồi, tài hùng, tài hùng. Rồi, để lại dấu ấn luôn. Đòi lại, cho xong đòi lại. Làm như hôm có con gái không đã, sao đòi lại. Bây giờ, rồi, cảm ơn con nha. Rồi. Bây giờ Thỏa Mỹ sẽ giới thiệu đến bà con cô bác một tiết mục sau này. Nữa hả? Giọng cổ hả? Quậy mệt quá. Ngực luôn. Thôi nữa biên quỳ. Vỗ tay lên. Mấy má, mấy dì, mấy cô, mấy chị ơi, nếu muốn em hát cần cổ vỗ tay thiệt lớn lên nè. Bây giờ ra ca cương phải không? Ca cương phải không? Không. Rồi, không, bây giờ chị Mỹ ca tới đâu rồi, em muốn nhảy vô câu nào em nhảy nghe không? Rồi. Rồi, ghê không? Dễ sợ không? Bất chấp luôn. Không có tập dần gì hết trơn á. Giờ này chắc bà con nhìn không có ra Nhật Khánh hoa. Hồi nãy Nhật Khánh hóa trang, hát cả lương quá trời, bây giờ cái mặt gì chắc trẻ măng. Ông vua hồi nãy đó bà con. Dạ, chào bà con. Dạ, hồi nãy hát vui, giờ hát với chị Mỹ nè. Bây giờ là dạ. Bóng tướng hai chị em không hề tập nhau. Mà bây giờ Mỹ giới thiệu cái tựa bài vậy đó. Nhật Khánh tưởng là bài quen hát chung, mà thật ra nó không ăn nhập gì hết trơn á. Thôi thì giờ giống như chị em mình đi hát cúng đình đi. Mình hạ thương đi ha. Dạ rồi. Rồi, vô. Phải lửa biên thùy, lên sân khấu luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ con già rồi, sợ hát 10 ngón tay xin chết à. Lớn lên. Phu nhân. Phu vương. Sang hà bình biên. Oh, no.
trùng hồn tô hoa. Nếu ngày mai tươi sáng, ta mừng vui dịp qua hoa. Duyên trăm năm đôi nhịp cầu con thức ban đầu xây lên khắp phố chi tâm. Hai chị em không có tập dượt gì hết, ngẫu hứng thôi. Nếu mà có gì sơ sót bà con có bỏ qua vô không ạ? Dạ, bà con thương mà bỏ qua. Cảm ơn con nha. Dạ, bây giờ thì Thoại Mỹ xin phép được chia tay với bà con cô bác. Và trước khi chia tay thì không có quên thương chúc bà con thật là nhiều sức khỏe, cùng với gia đình luôn hạnh phúc, ấm no, làm ăn phát tài, phát lộc, được mùa, được giá. Làm ăn phát tài, các em mà bé thì học giỏi nha. Bà con cô bác ơi, I love you bà con. Ơi, chúc cho bà con một đêm thật vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào bà con. Vâng, anh kính thưa quý vị, và chương trình văn nghệ tối hôm nay kỷ niệm ngày đại lễ Đức Công Sư khai sơn thành Hoa Tự lần thứ 70 đến đây là kết thúc. Chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn quý bà con, quý Phật tử đã về đây để chúng ta cùng nhân kỷ niệm ngày hôm nay, dâng lên những hương thành kính để tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người đã có công gây dựng. Và cảm ơn tất cả quý vị với những tình cảm yêu quý quý vị. Chúc quý vị sẽ luôn luôn thành đạt, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thì chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Phật Pháp, cùng nhau tượng quà mà có thể chúng ta thưởng thức.
con, một ca khúc bao hưởng nói về tình mộng tưởng thiêng liêng như trời như biển. Thì mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc rất quen thuộc, Gánh Mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là vui, rất là hạnh phúc khi sau mỗi tiết mục đều đón nhận được những tràng pháo tay, tất cả quý vị. Đó là niềm khích lệ tinh thần rất là lớn và niềm hạnh phúc. Ngay bây giờ chúng tôi muốn niềm hạnh phúc đó được trao tặng bằng một cách là mượn một tràng pháo tay tất cả quý vị thật lớn cho ca sĩ trẻ Đăng Huy với một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ bài hát Mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mình luôn luôn sẽ chúc cho đi Phật. Và đó là chị Đăng Huy xin gửi và cô đây và thử đây là chúc sức khỏe và làm sao thân thương nhất ạ. Mẹ là con trắng, là con nắng vàng. Mẹ là
sĩ Đăng Huy. Và cảm ơn kính chào tất cả quý vị. Chương trình chúng ta còn rất là trẻ thưa các vị. Một ca sĩ sẽ được theo dõi và ủng hộ trong những năm tiếp theo. Một tài năng ca sĩ trẻ Trương Vinh, cháu ruột của Kim Tiểu Long, và hội diễn cùng với rapper Ray Kingdom. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Dạ con chào thầy ạ. Dạ con chào bà con ở đây ạ. Dạ hồi nãy ở trong chậm á là con có nói nhỏ với thầy rồi, là con đó có nói là bây giờ con không có nhạc Phật giáo, nhạc gì đời á, thì thầy cho con hát nhạc tình yêu được không thầy? Thì thầy nói quan hỷ. Dạ thì con cũng mong là bà con cô bác ở đây quan hỷ cho anh em tụi con nha. Dạ xin con hát nhạc trẻ ha. Dạ dạ nhưng mà con cảm ơn ạ. Cái dòng nhạc của hai anh em con đi là dòng nhạc trẻ, nó có sẽ có vừa hát vừa điệp mix mà nó có vừa độc rap, cho nên là rất là kén những ông bà cô chú anh chị ở đây. Nếu mà thường thường là mọi người khi mà con hát á, thì mọi người sẽ nói là nghe không hiểu gì chứ. Nhưng mà nếu có gì thì mong mọi người bỏ qua cho và chúng ta bỏ ra thật lớn cho nhau có được không ạ? Thì con cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ một bài hát rất là dễ thương ạ. Một bài hát là hát trước biết sau ạ. Để con hát đi con giới thiệu nha. Hey, nhạc lớn hơn thì em ạ. Một bài hát cũng rất là lâu rồi bà con ơi, được bài hát được tăng tên Rước Dâu Miệt Vườn. Đám cưới trụ đám cưới quá trời lớn luôn. Dạ 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 dâu quá trời dễ thương. Mà chú rể nhà trai tại chi mình toàn chú rể. Bỏ tay thật lớn cho con một con ơi. Đại dạ 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 dạ. Ủa mà đám cưới đúng rồi. Mà có bà mình nhận. Có bé nào đến đây chạy anh không? Mời tới dự là sao đây? Giáp trước nghĩa là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn cho bạn cười quá trời. Không biết ngay ngày nó hát cái gì á, tao không hiểu gì hết trơn. Dạ, được không bạn? Được không bạn? Bạn chịu được rồi em ơi. Bài nữa hả? Đi tới kìa. Bây giờ con không có bài nữa, con nói thiệt. Con có bài nguyên không ạ? Được không Yến, cho con hát nữa không? Vậy hả? Rồi bài gì ta? Anh em Macau hả? Ờ rồi, vô chùa mà hát anh em Macau. Không phải. Bài nữa chú. Dạ rồi, ok, tiếp tục nhạc cưới luôn. Ngày tốt cưới luôn hả? Một sản phẩm độc quyền của Trương Vinh nha. Dạ, con chào ngoại, dạ con chào bà con đây ạ. Con hẹn gặp lại nhé, chào bà con ạ. Ờ, đi vô con gái.